trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cây nhà hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày trường ra lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Thank you.
tiếp đãi các dân trên miền núi một bữa tiệc. Và trên núi này, người sẽ cắt chiếc chăn bao trùm quân dân và tấm vải liền trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời, tin Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cắt khỏi mọi mặt đất sự tủi hổ của dân người. Vì người sẽ cứu chúng ta, người là Chúa, nơi người chúng ta tin tưởng. Chúng ta hân hoan và vui mừng trong ơn người cứu độ. Màu cam còn biểu lộ niềm hy vọng, vì Chúa đã hứa ngày cánh chung, người sẽ cất chiếc khăn tang của buồn đau và chết chóc. Tuy nhiên, trong thân phận con người, trong tình liên đới ruột thịt, ta để tan là sự chia sẻ nỗi buồn, nỗi niềm trong cuộc chia ly, nhất là để nhớ đến tình thương của người quá cố, để báo hiếu, để nhắc nhở ta một ngày kia sẽ đến xin ta cũng đi cho thói ích kỷ và những đam mê xác thịt để được sống lại vinh hiển với Chúa phục sinh. Màu trắng khăn tang cũng còn nhắc nhở chúng ta nhớ đến chiếc áo trắng tinh tuyền ta trình diện trước Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô đã phải chết và người đã được phủ một lớp khăn miệng trên mình, nhưng người có chết là chết vì yêu thương. Và trong tình yêu ấy, người cứu độ mọi người chúng ta. Người đã sống trong sự hy sinh, từ bỏ và đã chết cho thế gian, chết cho cái tôi ích kỷ, thì đã nên giống Đức Kitô. Như vậy, sẽ được hưởng niềm vui, được giải thoát khỏi sự trầm luân và sự chết muôn đời. Trong tâm tình ấy, chúng ta xin Chúa làm phép cho những tăng phục này. Cho ai nắm chiếc trang phục này để những người thân trong tam quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biết đâu vương quân bách thành nơi tu luyện chân thành, tha thiết dâng lên chiếc cô nhan vinh dự của Cha để Cha thương xót tu bổ muôn hồng ân xuống cho tam quyến của đồng bào chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện mẹ Cha. Trang phục màu trắng này có tích truyền thống dân tộc Việt Nam. Chúng con còn là màu tang chế đau thương ly biệt, nói lên sự đau thương tột cùng của mỗi lần kẻ ở người đi. Nhưng mỗi người khi vào Chúa Kitô từ nạn và phục sinh thì màu trắng cũng là màu tinh truyền, màu tinh truyền trong trắng thanh sạch đúng đủ, gợi nhớ cho chúng con chiếc áo mới mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày kỳ phép rửa tội. Để gặp những khi mặc màu trắng tam phục này, biết quy hướng về Cha, biết nhận Cha mà đã sống, là gia nhập, biết sống trong sạch nên thường. Amen. Người xưa có câu rằng, sống gửi thác về, đó là quy luật của tạo hóa, lá già rụng xuống, nhường chỗ cho lớp trồi non hé nhí, đám mây đục màu cái sáng kia, sắp mang về những tia nắng hồng. Và vẫn có thể biết rằng những người già đi về cõi vĩnh hằng để con trẻ lớn khôn như che già mang mộng, nhưng con người còn mang đến mùa xuân lính kỳ hay từ cuộc sống đầy đạn bom và bão tố,
những người như thế, dù có ra đi xuôi tay nhắm mắt, thì mùa xuân cuộc đời họ luôn sống mãi với mùa xuân của hôm qua, hôm nay và muôn đời sau. Con người chọn một cuộc đời đầy lạc quan ấy, có lẽ chẳng thể nào dừng nghỉ, nhưng khung trời cao kia lại mách bảo điều gì. Xin đừng xuống chớp mưa sao, xin đừng tê bút mùa đông tùy sầu. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Cha tôi bệnh nặng, sức khỏe ông giảm sút nhanh chóng. Người vợ già vẫn dành cho ông tình yêu thương trong những kết tóc. Các con của cha tôi luôn lấy chữ tâm chữ hiếu làm đầu. Sự săn sóc tận tình của gia đình và thầy thuốc đã cố gắng lên tột cùng, nhưng khó có thể giúp cha tôi vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Tất cả đứng lặng người đi, đi cha tôi chút hơi thở cuối cùng tại gia đình. Bây giờ con cháu quây quần, cha đi để lại vạn lần thương đau. Cha mang theo cả trời chiều, trời không sáng nữa vạn lần xót đau. Cháu không họ mặc thầm sầu mênh mang. Đại gia tổ chức lo tang, cha đi tiếng khóc gọi vang khung trời. Nhìn mặt cha lần cuối thôi, lòng con nước xoáy bao lời cha ơi. Đó là những gì là tầm thường.
sự mạnh mất sự sống để chiến sẽ được những sự ấy làm ra việc. Ta sẽ là thiên chúa kẻ ấy và kẻ ấy sẽ là công ta. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được thoát lòng tội lỗi, được đón nhận vào nước cha, chung hưởng hạnh phúc với người cha tròn, chờ đợi ngày trong xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thánh nữ mẹ Chúa trời, xin cho chế cho con lời chúng con về cho con gặp mặt cho con đón đỡ lòng kinh nghiệm kinh sáng la. Lạy Đức Thánh Thánh Tin Cậu Chúa Giêsu. Lạy Đức Tin Cậu Thánh Cậu Tình Cậu Thánh Cậu cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con có hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Cha cha con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thương tha vô bờ. Mai đây dù dài sóng gió xa cời, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con có hết lá xanh trên rừng, đông hết lúa thơm trên đồng, chẳng thể đền đáp tình cha. Cha trao con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây tình thương nơi cha, như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn muôn trùng, lai láng đông, biết đến bao giờ mới tình cha. Cha còn vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao mong chờ cha. Ban ngày giáo đất nước yêu nhà xứ cùng dân nhân, chị em con cháu gửi tới gia đình răng biết lời chia buồn sâu xa nhất. Thưa cụ Pedro, được tin cùng Chúa gọi về gia đình cũng như cả họ hàng và con dân khóm chúng tôi vô cùng thiêng liêng, cùng ra đi đẹp lòng Chúa. Chúa gọi cùng về chúng tôi đến đây viếng mộ, thêm lời chia buồn và xin tất cả mọi người trong gia đình kết làm cho con hành đéo ân nhân chúng ta, cầu nguyện cho phụ thêm lên cha và con và thân thần nam em. Bye.
lúc ở bàn trà cũng rất ăn dầu. Và các bạn đưa lúc xuống là thank you.
lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. An vui cũng như đau buồn tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ
Thái Sơn cao bao tầng. Ngoài tình cương quyết mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Bây giờ trời đã khuya, dần dần bà tử tả tiếng kẹt, thấy đời tan khóc cho nên đội cháu nay còn xa cửa vắng nhà. Mà giờ đây quê nhà ông thác cháu gửi lời nhờ qua tiếng kẹt tan khóc gọi ông một đôi lời hò ông. Mà giờ đây cháu nay còn xa cửa vắng nhà, mà quê nhà mà ông thăm cháu thời xót xa.
thật đắm nên nội cháu đây than là rằng mà giờ đây cháu ước gì có cánh để mà bay, mà cháu bay cho kịp lúc cả này mà cháu về bên ông. Mà công nặng nghĩa dày mà cha mẹ cháu chưa báo đáp công này mà ông vội ra đi. Mà văn cửa văn nhà mà ông bỏ con bỏ cháu bỏ nhà mà chồng thời mà văn cửa văn nhà mà văn hình văn tiếng văn cả đường ra nối ông về ông ngày mai ông bước chân đi rồi mà muốn kiếp nên đời nội cháu mất ông. Mà thằng tiếp đến nội cháu nay đại thác na rằng mà vì điều kiện đường xa xa xôi mà vậy nên mà nên cháu không kịp về đây lúc này ông ơi. Con vòng này về chất tinh tăng khắp trang tăng rằng thành tâm con nhờ những người ở quê hương thắp cho cha ba nén nhang chồng khẩn cầu cha dưới xuôi vàng chứng minh thác đi thầy cha được hiển vinh cầu cho cha được về nơi thiên chúa được bình yên giấc vàng ngò cha ngày
thế là lời phương xa diệp con khóc chẳng có hết từ này. Con nhờ mấy lời gió về chớp đinh sang qua tiếng kèn đâm khóc khóc than cha đôi ư này. Tình cha con mình biệt đi sống rồi, tiếng kèn đâm khóc nãy khóc ngò cha ơi. Thế là giờ nay tiếng kèn này chân này tiếng khóc cho các cháu ngoại này nơi phương xa. Thương nhớ ông nay ngoại cháu khóc chẳng có hết lời. Cháu vọng này về trước linh sàng khóc ông đôi hì này. Trước giờ tình ông cháu mình biết đi. Ngoại thật ở lửa phòng trái đất bên hư kia. Cháu nhờ mấy gợi gió về trước ninh sàng thương nhớ khóc ông đôi đời. Trước giờ tình ông cháu mình biệt đi. Buồn mà ở nhà cha tóc
mà nơi ta con cứ thường rằng mà nhà mà cha vẫn còn mạnh khỏe bảo ta mà con có ở đâu rằng mà cha ta con đời mà còn tâm cha về khóc
mà than rằng tình khi tế tự nghĩa trọng tứ thân, con trai thời nhỏ hay chữ thấp thương thân, mà cũng con ta gánh rẻ cũng một lần cha dưỡng cha sinh. Quận Thuốc Viện, Hải Phòng, nay là tổ dân phố Phú Thành,
thị trấn Nữ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Con tuổi cao sức yếu, cô năm bệnh nặng đã được gia đình con cháu cứu chữa, nhưng cô không qua khỏi, đã từ lần về với tiên tổ vào hồi 23:55 ngày 2/7/29, tức ngày 10/5 Kỷ Sửu, cụ Hồng Thọ 77 tuổi. Hôm nay ban tổ chức lễ tang khu Tứ Thành và gia đình làm lễ an táng cho cô. Tôi xin giới thiệu trong ban tổ chức tang lễ: một, bà Phạm Thị Lấn, tổ trưởng dân phố là trưởng ban; hai, ông Vũ Văn Đàm, trưởng ban mặt trận là phó ban; ba, ông Lê Văn Co, đại diện ban giáo hành làm phó ban; bốn, ông Hoàng Văn Thức, chi hội người cao tuổi làm ủy viên; năm, ông Đinh Văn Lợi, chi hội cựu chiến binh làm ủy viên. Sáu, bà Nguyễn Thị Quý, chi hội nông dân tập thể làm ủy viên. Bảy, bà Nguyễn Thị An, chi hội chữ thập đỏ làm ủy viên. Tám, bà Vũ Thị Lo, chi hội phụ nữ làm ủy viên. Sau đây tôi xin giới thiệu, kính mời bà Phạm Thị Lấn lên đọc lời điếu. Bắt đầu. Các vị đại biểu đại diện các đảng chính quyền dân quốc, kính thưa các vị đại biểu đại diện các tổ dân phố này, kính thưa các vị đại biểu đại diện các cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn của dân quốc, kính thưa các cụ ông cụ bà nội ngoại thân nào thân bằng cố kính lời ca, kính thưa hương hồn cụ Lê Văn Sỏ, cụ Lê Văn Sỏ sinh năm 1933 tại phố Huyền, thành phố Hải Phòng, nay ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cụ sinh ra và lớn lên ở một gia đình thuần khí, bản thân của cụ hồi còn non trẻ cho đến tuổi trưởng thành, cụ cần cù lao động để nuôi thân. Khi cụ đã lớn con, tuổi thanh xuân đã đến, cụ đã xây dựng hạnh phúc cho con với người bạn đời. Cụ đã sinh hạ 19 người con, 4 con trai và 5 con gái, và cụ đã có 13 cháu nội và 22 cháu ngoại. Gia đình cụ đã có một người con tham gia nghĩa vụ quân đội, đến nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương lao động sản xuất. Cả một cuộc đời cụ cùng cụ bà hết lòng chăm lo nuôi dạy các con của cụ đều trở thành gia đình hạnh phúc, con hiền cháu thảo. Bản thân cụ đã tham gia vào rừng đợt toàn dân. Bản thân cụ đã tham gia vào công cuộc toàn dân kháng chiến chống Pháp cứu nước. Trong mấy năm gần đây, tuổi cụ cảm đau, sức khỏe ngày càng giảm. Cụ lại bị mắc bệnh trọng, cụ đã được gia đình con cháu hết lòng chăm sóc cứu chữa. Nhưng do tuổi cao bệnh nặng, cụ không qua khỏi. Cụ đã nâng trương tạ thế về với thiên tổ hồi 23:55 ngày 2/7/2009. Tức ngày 10/5 Kỷ Sửu, cụ được hưởng thọ 77 tuổi rồi. Với bản chất cụ là người dân thuần khí, cụ có lối sống giản dị, trang hòa, trung thủy, khiêm nhường. Cụ là người chồng, người cha, người ông thân thương vô mực cả một cuộc đời, hết lòng thương yêu người vợ con cháu. Cụ có lối sống có tình nàng nghĩa xóm. Đối với đời, cụ đã tham gia các hội như hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ, đảng văn hóa chẳng quên. Hội nào cụ cũng tham gia đóng góp đầy đủ, cụ cũng là một người công dân tốt. Cụ mất đi để lại việc đời cho gia đình con cháu với niềm bùi ngùi vô cùng thương tiếc. Họ hàng dân làng hàng hội mất một người hội viên cao niên hiền hậu bóng lớn xưa. Cụ Lê Văn Sỏ ơi, khói trăm năm kết lại hôm nay, có một phút đời mau lắm thế. Ôi thiết nghĩ nhân sinh dạ thế, kính sinh khí mệnh có tiếc có từ. Mà mấy ai sống được 8, 9, 10, 10, 20, 30 năm trong một cuộc đời, xong vận số biết nào sao sánh được. Cụ ra đi ở tuổi 77 là thanh thản cuộc đời.
đời. Trước tiếng kêu thờ mất hồn phụ, đặt cây nén nén nhang tiếng phụ để bảo bố. Mấy vòng về để trên đây là để chia hồn, chia hồn cùng thăng thở cội nguồn, hầu giúp cho hương hồn phụ được thanh thản của gói đi hàng. Cầu cũng giúp cho hương hồn phụ phù hộ vợ con. Bây giờ đôi ngả đôi nơi, âm dương cách biệt tây phương cụ thể. Từ sáng qua cháu thơ gọi cụ cảm thấy bao việc đời không hỏi xa đâu. Họ hàng thân thích bên nhau, mấy ai khuyên nhiều. Thương tiếc cụ, lễ văn trọng trong giờ phút sinh đi tử biệt. Tôi thay mặt cho ban lễ tang trước thành và gia đình nhà yếu. Kiểu các cơ quan, các đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Minh Đức, các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia, dân nào cố hữu gần xa đứng dậy một phút đoạn lễ bắt đầu. Đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh em, bạn bè, thân bằng, cố ý, đoàn gần xa. Bố tôi trong thời gian dài lâm bệnh, mặc dù đã được mẹ tôi và gia đình cùng anh em, con cháu hết lòng chăm sóc, suốt hàng. Và cùng thực lượng mong cho tôi qua hỏi nhưng do căn bệnh người nghèo cùng với của chức yếu bố tôi đã không qua khỏi 23:35 vào ngày 2/7/2009 tức ngày được về thăm năm của chiếu tại gia đình lớn kho 77 tuổi. Được khi bố tôi từ trần ngày hôm qua 4/7/2009 tức là ngày 14/5 đi xíu. Ba tổ chức ta thế và gia đình được những tình cảm chân thành và ý đi đến gia đình chia buồn. Chỉ lễ bố tôi ngày hôm nay là ngày 15/7/2009 tức là ngày 13/5 đi xíu tại gia đình. Tại đây lại dành thời gian đến gia đình dịp lễ khi hiệu và tiễn bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng đến lý xã Dương Quang. Thay mặt gia đình nhà hiếu xin chân thành cảm ơn trong lúc đàn già bối rối ban tổ chức tang lễ và gia đình có điều ý quyết mong được thực hiện.